Bây giờ đang là sáng thứ hai của ngày thứ hai các bạn nhé. Hiện tại là cô dâu đang mặc áo trắng kìa. Mọi người đang bắt đầu trang điểm sơ sơ thôi để dành cho trưa nay. Chưa phải là chính thức. Tiếp khách trưa nay gọi là tạm thôi đúng không? Chứ chưa phải là chính là chiều mai. À chiều nay nhỉ? Chiều nay cũng là chính chứ nhỉ? Mai. À? Sáng mai mấy giờ? Được tầm sáng thôi. Sáng là bắt chắc tầm 2 giờ sáng. Chưa, sáng cứ sáng. À chắc tầm 4-5. Thế thì tầm 4-5 giờ sáng. Chỗ này có 100 đồng. Hơn đấy nhỉ? Cái này thì mình cũng phải có bao nhiêu. Nhiều đồng bạc. Chỗ này thì chắc phải có giá trị là 3 triệu. Hơn 100 đồng. 3-4 triệu đấy. 3-4 triệu đồng này rơi đấy á? Nhưng mà cái này là 5 triệu. Lá lưng trái đi. Cái này là riêng 5-6 triệu đấy. Còn 3 triệu. Riêng cái này là vòng đeo cổ à? À cái túi này để làm gì? Để đeo cho nó đẹp thôi đúng không? Đeo đằng sau cho nó đẹp đấy. Chứ không đựng gì đâu đúng không? Mình muốn đựng cái gì thì đựng thôi. Mình cũng thích để cái gì mà để vào. Để vào cho nó. Cái này là tí để cái này hay mà chùm vào đầu ấy. Chùm vào. À, tức là chùm giống kiểu Trung Quốc ấy, kiểu đấy. Tí mình chùm vào đấy. Chùm vào xong là cho cái này lên. À cái này là cho lên đầu nữa à? Ừ, thì cho lên đầu. À cho lên đầu. Đây, xem bạn ông chỉ đang làm. Cái này là mình tự làm à? Vâng. À, tất cả trang sức ở đây hoàn toàn là chúng đẹp đi bố. Đào của nó phan không? Em là phù dâu à? Dạ cô ạ. À. Em là chị dâu thôi ạ. À chị dâu à? À tưởng là phù dâu. Dâu. À. Bà quét tí nhỉ. Có đây là bạn ở đâu? Cũng ở đây ạ, ở trong làng. À. Chắc nhà cũng gần đây. Đây các bạn nhé, đây là chiếc khăn mà để cô dâu đội lên đầu này. Đấy, rất là đẹp. Đẹp. Đấy. Đấy, còn đây là chiếc đai. Đây chiếc nữa, đây là đeo đằng sau lưng. Chiếc đai lưng, đai bụng. À gọi là cái này gọi là đai eo chứ đúng không? Cái này gọi là đai eo. Đây là gồm những đồng bạc nhỏ này. Đấy. Còn cái này là đai à? Hay là cái này là cái gì em? Cái này đeo lưng sau lưng đấy. À đeo sau lưng. Tranh thủ một tí cũng không có nhạc và mình nói luôn. Thì có nhà kia đưa phát nó bản quyền ngay. Ồ, nãy là có cái mối cho đến đây mình có mấy lo chứ bằng điều. Rồi, đây là nam đúng không? Chế mới đi mai đó, mình hãy từ đó. Chúng, hôm nay chẳng thấy nhau này. Từ lăng. Từ mai à, game. Ồ, từ lăng chỉ lên cái tòi này nè. Từ bố lên cái tòi này nè. Hàng quý lên một cái chèn nó này. Sao mà. Đào bản thịt cho một lọt là đi. Làm phốc rồi à? Gì đấy? Phát chủ này, thằng nào?
thì nít phóng phóng rồi nó hằng chèn nè. Anh đã quay đâu? Giờ mới chạy gì? Anh bấm rồi mà. Tí nữa không kịp đâu thật đấy. Tí nữa bảo anh chụp nhà ơi. Vâng. Này bảo chụp ở đâu? Đây, đứng ở kia. Đi. Chú rể đâu nhỉ? Chú rể đang ra. Đang xuống mông. Phá này này đi xem. Hai bà đang chào các bạn đi. Về đầu đi. Chào các bạn nha. Về đầu đi. Rồi thôi. Hai bà chào hai bà nha. Anh em điều bạn đi. Giờ này đám cưới nhiều quá cháy hết thứ rồi. Đây là chú rể đẹp trai của chúng ta ngày hôm nay.